Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay. Thưa quý vị khán giả, chiều ngày 15 tháng 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Báo cáo tại hội nghị cho biết, 9 tháng qua, tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2021 tiếp tục có chuyển biến tốt. Cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Toàn quốc xảy ra hơn 8.160 vụ tai nạn giao thông, giảm hơn 23,6%. Số người tử vong do tai nạn giao thông là 4.175 người, giảm gần 16,4%. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, những tháng cuối năm khi cả nước quay trở lại thời kỳ bình thường mới, cần có các biện pháp hết sức quyết liệt để giữ được tính bền vững của việc giảm cả 3 tiêu chí về an toàn giao thông. Trong đó, sự phối hợp, chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các cơ quan, ban ngành, địa phương là yếu tố quan trọng. Cùng với đó là vấn đề kiểm tra, kiểm soát về chất lượng của các cơ sở hạ tầng giao thông, phương tiện vận tải, vấn đề kiểm soát tải trọng lượng, đặc biệt là vấn đề ý thức tham gia giao thông của người dân sau giãn cách xã hội. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Động thái này được ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra sau khi Bộ Y tế ngày 14 tháng 10 cho phép tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình từ lớn đến nhỏ. Hiện số trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 700.000 người. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng dự thảo kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ trình Ủy ban Nhân dân thành phố cho ý kiến phê duyệt. Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo để thảo luận, bàn kế hoạch cụ thể, thời gian triển khai kế hoạch chưa được ấn định. Ngành Y tế thành phố đang cố gắng để có thể thực hiện vào cuối tháng 10. Hiện một số quận huyện đã lấy danh sách trẻ từ 12 tuổi trở lên, sẵn sàng tiêm khi thành phố thông qua phương án. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục tìm vết những trường hợp trên 18 tuổi, chưa tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có quyết định áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch mới, trong đó sẽ cho phép nhiều lĩnh vực được hoạt động trở lại từ ngày 16 tháng 10. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 16 tháng 10, thành phố Đà Nẵng mở lại một số hoạt động với điều kiện và biện pháp hạn chế như sau. Hoạt động phục vụ khách ăn uống tại chỗ của các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hoạt động tại rạp, phòng chiếu phim được hoạt động không quá 50% công suất. Hoạt động hội họp, hội thảo, hoạt động tại các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, luyện tập thi đấu thể dục thể thao tập trung không quá 40 người đối với trong nhà và không quá 100 người đối với hoạt động ngoài trời. Các hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, casino, điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động. Ngoài các hoạt động được quy định trên, các hoạt động khác thực hiện bình thường, tuân thủ nghiêm quy định hiện hành về phòng chống dịch, quy định 5K, sử dụng mã QR khi ra vào các địa điểm công cộng. Triển khai nghị quyết hướng dẫn tạm thời của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngày 15 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định công bố tình hình dịch bệnh ở cấp 2, cấp có nguy cơ trung bình. Từ đó, Vĩnh Phúc đã nới lỏng nhiều biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu người dân không tập trung quá 50 người nơi công cộng, duy trì hoạt động toàn bộ 9 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ để kiểm soát người dân từ vùng đỏ vào địa phương. Đối với người đến từ vùng xanh thì không cần có giấy xét nghiệm. Các khu, điểm du lịch, di tích và danh thắng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, các sân golf, dịch vụ chăm sóc sức khỏe được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K. Các nhà hàng ăn uống được phép hoạt động nhưng không quá 70% công suất. Đóng cửa trước 23 giờ hàng ngày, hoạt động vận tải thực hiện theo quy định hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Giao thông Vận tải. Chủ phương tiện phải quản lý hành khách bằng mã QR, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt được hoạt động bình thường. Xe khách tuyến cố định từ Vĩnh Phúc đến các tỉnh cấp độ 1 và 2 hoạt động bình thường, đến các tỉnh có nguy cơ cấp độ 3 thì chỉ chở không quá 50% công suất, đảm bảo giãn cách trên xe. Tổng cục Thủy lợi vừa có công điện gửi các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam về việc khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt, úng, đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 15 tháng 10 đến 18 tháng 10 ở khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương tiếp tục phòng chống ngập lụt, úng và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, khẩn trương thực hiện kiểm tra, cập nhật danh mục công trình thủy lợi trọng điểm,
cần lưu ý về an toàn và phương án ứng phó sự cố, bố trí đủ lực lượng thường trực, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý khi có tình huống mất an toàn xảy ra, không được tích nước nếu hồ không đảm bảo an toàn, khẩn trương hạ thấp mực nước hồ xuống mức chủ động đón lũ, hạn chế xả lũ với lưu lượng lớn trong thời gian mưa lớn, làm gia tăng ngập lụt vùng hạ du, thực hiện nghiêm túc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình và tích được lượng nước cao nhất, phục vụ sản xuất, dân sinh cho mùa khô tới, tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi và ngập lụt úng về bộ phận thường trực của Tổng cục Thủy lợi. Tiếp theo chương trình là phần tin quốc tế với những tin đáng chú ý. Thưa quý vị khán giả, Bộ Y tế Nga đã công bố bản hướng dẫn được cập nhật mới tạm thời các biện pháp điều trị COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này liên tục gia tăng trong những ngày gần đây. Bản khuyến nghị các biện pháp điều trị COVID-19 cập nhật nói trên được soạn thảo bởi các chuyên gia đầu ngành ở Nga, có bổ sung thêm phương pháp điều trị bằng thuốc. Đây là các loại thuốc kháng thể đơn dòng kháng virus mang lại hiệu quả cao. Việc sử dụng các loại thuốc này ở các bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng sẽ cho phép vô hiệu hóa virus ở giai đoạn đầu và ngăn chặn sự phát triển bất lợi của bệnh. Bản khuyến nghị được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Nga đang diễn biến phức tạp. Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận hơn 32.000 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, cùng gần 1.000 ca tử vong. Nhằm thúc đẩy cuộc sống bình thường mới, hôm nay chính quyền bang New South Wales của Australia thông báo sẽ chấm dứt yêu cầu cách ly đối với những đối tượng nhập cảnh đạt đủ điều kiện từ ngày 1 tháng 11 tới. Phát biểu với báo giới tại Sydney, thủ hiến bang New South Wales cho biết du khách muốn nhập cảnh tại thành phố Sydney sẽ chỉ cần chứng minh đã tiêm đủ 2 liều vaccine được cơ quan quản lý dược liệu Australia phê duyệt và có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi khởi hành. Những người nhập cảnh chưa tiêm chủng vẫn sẽ phải cách ly, nhưng chính quyền bang chỉ có thể bố trí chỗ ở cách ly cho tối đa 210 người mỗi tuần. Tuy nhiên, Thủ tướng Australia Scott Morrison sau đó cho biết, quyết định trên của chính quyền bang New South Wales sẽ chỉ áp dụng đối với công dân Australia, người có thị thực thường trú và gia đình của những người này, chứ chưa áp dụng cho người nước ngoài. Hôm qua, Hàn Quốc cho biết đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ về các biện pháp khác nhau nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán với Triều Tiên. Trong khi đó, phía Mỹ cũng cho biết đã đưa ra các đề nghị cụ thể và đang đợi phản hồi của Bình Nhưỡng. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, thông qua mối liên lạc chặt chẽ, Seoul và Washington đã theo đuổi một chính sách phối hợp toàn diện trong vấn đề Triều Tiên và đang thảo luận các biện pháp khác nhau để nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết Washington sẵn sàng gặp giới chức Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Washington cho rằng ngoại giao, trong đó có ngoại giao trực tiếp với Triều Tiên, là phương thức hiệu quả nhất để đáp ứng mục tiêu chính sách phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Mỹ cũng đã đưa ra các đề nghị cụ thể và sẽ đợi phản hồi từ phía Bình Nhưỡng. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng đóng băng kể từ năm 2019. Ngày 15 tháng 10, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar của Afghanistan, làm hơn 100 người thương vong. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ nổ này. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ của chính quyền Taliban, vụ nổ xảy ra tại một thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiite, đúng vào thời điểm nhiều tín đồ đang cầu nguyện, khiến ít nhất 33 người đã thiệt mạng và 73 người bị thương. Trong khi đó, một nhân chứng cho biết đã xảy ra tổng cộng 3 vụ nổ, trong đó một vụ xảy ra ở cổng chính dẫn vào thánh đường, một vụ ở khu vực phía nam của thánh đường và một vụ ở khu vực các tín đồ tẩy trần. Hiện lực lượng đặc biệt của Taliban đã được triển khai để thu thập chứng cứ nhằm xác định nguyên nhân gây nổ. Đến nay, chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ việc. Trước đó vài ngày, một vụ đánh bom liều chết cũng đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kunduz, khiến hàng chục người thiệt mạng. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.